Hi, xin chào buổi sáng cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với kênh Gà Hàng Vlog. Thì ở sau lưng mình đang đứng trên dưới kia. Thì hôm nay mình không có đi bán. Hôm nay và ngày mai bắt đầu mình sẽ nghỉ. Thì trên nhà chỗ mà mình đậu ghe hoài đây nè, nhà của anh Tư, thì bữa nay và ngày mai có đám giỗ, cho nên mình sẽ ở đây. Thì mình đang đậu đây, rất là hiền, phá cửa rồi. Úc Lon cũng lên bờ rồi. Thì một nước thì mình sẽ đậu đây một lần, một tháng thì sẽ đậu đây hai lần. Ở đây có cái cống nè, đậu ghe rất là im luôn. Thì bữa nay trên nhà anh Tư có đám giỗ, có rủ hai chồng mình ở đây chơi, cho nên mình sẽ đậu ghe đây. Thì mình sẽ đi lên trên coi mấy chị với mấy anh đang làm món gì chảnh nha. Còn đây là đường đây lên nhà. Ở đây thì mình có lỗ lớn nha, lỗ này lỗ 4m. Lỗ 4m luôn. Đường này đi vô nhà. Ở miền Tây mình thì đa phần cái đường đi vô hai bên ta sẽ trồng cây nè. Cái này bông trang nha. Trang ở đây tư danh một đường thẳng nè, mình làm cái hàng gạo luôn. Ở bên đây cũng có bông, ở bên đây thì ủ trong đây nhiều. Trong đây cũng bông trang nè. Đó, mình trồng mình làm cái hàng gạo kìa nè. Cả nhà nhìn đẹp không? Thẳng tắp vô tới bên kia luôn. Đây cũng thẳng tắp vô luôn. À, bây giờ mình sẽ đậu dài vô trong nha. Hôm nay làm gì vậy? Có cái gì ăn xanh vậy? Đâu đem là mắm nè. Yếu cái gì? Yếu mắm hả? Yếu mắm mình cho mắm vô thì. Rồi xong hớt bột luôn ha. Ừ. Mắm này mình nấu thì không có cần vớt xương. Nói đi nghe nè. Ôi cái gì? Bên này thì mấy anh đang chặt mấy cái vỏ bò chứ mấy quẹt hay gì đó chị ơi, chỗ đâu chị ơi, ai chị ơi, ai chị ơi, ai gà nốt nào vậy? Này đâu cần giống sâu chứ anh ơi, lột trước cái gì lột cho nó sạch đúng cái chị vậy đâu có lột nữa đi lột trên mặt đem đi rồi xe cha mày đâu. Chị phá xe đâu đâu? Thì có anh tiếp chạy tới đây rồi. Chạy tới đây rồi. Không? Giống bà Tử này vậy. Bà Tử, bà Tử. Mình thì mình kêu bằng bằng bè nè. Bà Tử Châu. Bà Tử Châu. Quên. Cây không mình gọi hả? Bò này dữ rồi. Nè, chặt bò đây nè. Cái này người ta cũng khò gọi cho mình nè. Rồi, mày coi sạch chưa? Cái cũng sạch mà. Cái sao mày mèo vậy? Hey. Mềm nó tới vô xương mới cứng. Vậy, cái đó da không à. Không quay ký nhiều được. Đi đâu vậy? Cái này ký nhiều vậy? Ký 30. Dạ, mua thêm 2 này. 2 cuộn thịt không à? Dạ. Cũng 80. Cái cho nên em bán cái gan gì nè? 180 ngàn ký gì? 80. Ừ. Nó lột da rồi á. Không, nó cũng xương rồi. Cắt nhỏ này luôn. Này, nhỏ nhỏ. Mình muốn ăn gì cũng ăn luôn đi. Bự quá. Bự quá cũng dội. Chọc dừa làm nước lẩu quá Dược Tư. Dạ, chắc chọc dừa làm nước lẩu chứ làm gì vậy? Ở trước cửa Từ có mấy cái dừa. Dừa cao cao, dừa lẩu trơn. Ê, đi ra chốt. Ở đây dừa cao quá cho nên mình có cái cây nè. Mình dài lắm. Mình còn nước không? Tao đưa cho. Lắc nước à? Lắc nước à? Mấy không? Để. Để tao mua cái tao mua cái cây dao của con Lon thử tao mua mốt tao chặt cho bò thử được không? Không tao mua 150 cây chắc chặt cho bò được. Bén kìa. Cái tâm thức đi không em? Nhà đâu mà thấy cây da có gì mà chặt cũng ngon. Giờ này sáng thì mình ăn bún mắm. Mắm này mắm chua. Có độ mặn không? Mặn mặn chua chua hả? Không còn nhỏ xíu mắm cá sườn không chị? Cá chiên có đó cần ăn không? Cá chiên hả? Miếng đường với lại cái ớt được. Cá gì mắm cá gì? Cá chiêm. Cá chiêm hả? Cá chiêm con mình á. Chiêm con nhỏ. Giống cá sườn nghe. Ừ mà thịt cá sườn. Cá sườn như thịt nấy à. Cái này mình đem lên trộn nhắm ăn được luôn. Ăn sống gì được luôn nè. Cá này mình nấu thì chắc nó mềm xương ha. Tan hết chứ. Đó. À, nè nãy giờ nó muốn tan hết trơn luôn. Ở đây sáng thì mình xa chợ ra cho nên mình ăn uống mắm ngon nữa. Mày mới đây tan thật chứ. Mới đây tan ha. Ở đây mình không phải là nấu nồi nhỏ này đâu nha, tại ở đây có như là không ăn mắm được cho nên mình nấu một nồi bún mắm như bên kia nấu bún sả không gì đó được chưa nghe, để ngon nhiều quá
Nhiêu đâu phải nhiêu nước rồi. Gặp bún mắm nghèo lò này. Đó. Mắm ngon. Bún mắm mình ăn nó không ngán. Ủa chế ơi. Ở bên này mình đang nấu cũng nồi bún đó nè. Mà bún nè, chút mình nấu sả, sả không nè. Nấu bún sả. Nấu bún mắm thì đây mình có cá đối nè, với một ít tôm. Cá đối con bự bự không? Rồi, hồi rồi, cá dữ. Trong đây hiểu có lần có cho cá này ha. Để cá phi hay gì? Cá phi với cá đối. Cá phi cá đối. Cái nồi nó hơi nhỏ, mình sang cái nồi bự quá. Mời cho nó về. Về hai chọc cá vô. Cà phê, cá đối. Bún, bún cá. Cá chín thì vớt ra. Để hồi cá mình đã có cà phê với cá đối. Giờ cá xong hết bọt, bọt lên dữ nha. Cái màu mắm này nè, nó đỏ ha. Đỏ, đỏ thôi. À. Hết xương luôn không? Gã hết trơn. Ừ. Lại mới có mấy con để vô thêm nè. Ừ. Mắm mà mình nấu gã xương khỏe ha. Ừ. Tỏi gần lượt. Ừ. Ồ, cá đối nó vàng ngon. Đối béo. Béo. Cái này thì mình đang chuẩn bị bắt gà tô nè. Trong đây mình có giá, rau muống, hẹ trộn lên nè. Rau thơm. Rau thơm. Nhũi. Không nhũi. Gà không nhũi. Gà không nhũi. Cái này là bún mắm nè. Trời ơi, giỏi ghê nha. Chị Hà như ba tham ăn muốn ba ăn giá. Dạ. Ba trừ giá lên cho ba đó. Dạ. Ừ. Ba. Ba. Giỏi quá trời, thấy cái chạy xưa liền. Bữa nay có cái cơm mời đó. Bún mắm. Bún mắm, bún mà. Bún xả. Bún xả. Không à, không à. Cơm rồi. Cơm rồi. Sáng cơm sớm chưa? Đây mình có hai loại bún, bún sả. Bún sả với cá. Kiểu như bún cá ha. Còn mà bên đây mới là bún mắm. Chắc là nhớ cho nó vào. Bún sả này mình nêm cũng được, ngọt bình thường chứ đâu có để gì thêm được ha. Để gì thêm? Để này như bún cá nha. Như bún cá. Bún cá thì không có ngải nè. Ừ. Không ngải bún. Chỉ xả ớt thôi. Tôi kêu bún xả. Bún xả. Ghê đó, cái cà chà chanh ghê đó. Tô bún xả xong rồi, hôm nay mình sẽ múc tô bún mắm. Làm hai loại vậy nè, có ai mà không ăn được mắm á thì mình sẽ ăn bún xả. Còn ai ăn được bún mắm á, người ta sẽ ăn được bún mắm nó ngon hơn. Bún mắm thì kiểu nó đậm đà hơn. Dạ con đi mới chồng có việc mới hàng nè, hàng á. Múc ra. Bún mắm thì đâu còn cá đối nhiều nè, chỉ có con hay con cá phi thôi. Bún mắm thì mình có thêm tôm nữa nè. Gà mình sẽ cho rau lên, rau thơm lên. Cá phi bự quá. Cá phi bành kia luôn. Cá phi bự quá không dám múc vô tô. Còn cá đối nữa nè. Múc hồi hết cá đối, còn cá phi không? Thôi cho giữ chơi vậy. Cái này thì mình sẽ cho thêm cái húng nhũi. Không có không có cái rau thơm ha. Cái rau thơm húng nhũi thế. Hai bà sao con? Ơi. Bảy. Không vô bún. Cái đó bún mắm mà bún chả. Dạ bún mắm. Ờ bún mắm ngon à. Bún mắm. Chua không? Không? Ê để đây đủ cho chục nè cho tí bà bảy đâu. Không chua mình nói thì nói vậy chứ còn. Mẹ ơi lâu lâu thèm bún mắm. Chợ thôi. Bún mắm dễ ăn hơn. Cho cô để ăn bả này ngon ấy, để cô miếng vô chậu. Cắt ra ngoài để dễ dẻ. Có vớt rồi chưa? Nãy tôi đổ lại. Con nhiều nhiều tôm đi, con ăn đi. Để cho ai? Ừ. Con dặn lại ăn, con dặn dữ vậy. Ăn liền còn tao ăn mà tao thèm cái nước mắm đạm tao điếng lặng nhà. Ở đây ngày mai đám cho nên mình có càng làm thịt gà dịch. Ở đây gà dịch thì nuôi nhà không. Ở đây thì
là bà bắt sẵn rồi, bắt sẵn hôm qua. Giờ mình chỉ nhốt cái con đó, giờ mình chỉ vô bắt lại. Ở đây thì có nuôi hầm nước ngọt nữa nè. Hầm này hầm nước ngọt. Tại ở đây xung quanh là nước mặn hết. Ở đây có hầm nuôi cá dồ, nước ngọt. Bên kia là cái mùng đó là nuôi ếch. Có rau muống. Hầm này hầm nước ngọt không? Có cá dồ, thả cá dồ chứ. Nhưng có đây thức ăn. Đây dịch sim nè. Dịch sim thì nó khác với dịch kia nè. Dịch này dịch trắng. Còn dịch này là dịch sim. Dịch sim nó mạnh hơn ha. Hả? Cái này thì mình bắt sẵn hôm qua hết trơn rồi. Bây giờ chỉ vô là buộc giò nó lại đem vô thôi. Bắt tổng cộng mấy con dịch sim cho ba? Ủa mấy con dịch trắng? 4 con. 4 con dịch trắng ha. Mấy gà nữa? Mặn thỏ luôn hả? Thỏ nằm trong đây nè. Gì? Mặn ếch nữa hả? Ếch mai mặn món gì? Xào nghệ nè. Lo có nhiệm vụ vận chuyển dịch, bán dịch. Chúng ta gọi này làm gì thưa tàu thì? Bằng cái này có tàu dưới không ạ? Thì bằng nè. Tàu bằng rồi kêu bán mặn nữa. Cái giò nè, trời ơi, tôi nhát cái giò mắt. Cái này quyết hành với tiêu với bột ngọt rồi ha. Cái này mình cắt huyết dịch thì mình sẽ để vô đây. Cái này có nếp đâu không? Nếp thì làm nó lâu ha. Nếp mình phải ngâm nó mới được. Còn cái này huyết mình nêm để cho nó vừa ăn. Chút mình luộc luôn ha. Cắt cái gì? Cắt cái chứ. Dạ. Bà cắt. Ừ. Này cắt được cắt. Hồi chia ra thì cái này thịt không có gì chát, có gì mấy cái gì đây. Ta có thể thêm 200 ngàn thôi nè. Dịch thì mình trụng xong cái đó mình nhổ. Nhổ xong chừng nào nó hết đi rồi mình lại trụng lại. Thì bằng mặt thôi nha. Con nào mà con nào mà mập hơn hả? Mình trụng cái đầu mình sẽ bứt thử cho nó đi không? Đi rồi thì đầu mình sẽ đem ra ngoài. Sẽ đòi mấy cái lá nha. Đầu mình vuốt cái là nó méo lại. Không dễ chờ không chuốt thôi để cho nước nó không quéo nữa, để nước nó cũng quéo, nó cũng quéo lên. Cái rau muống cũng vậy nữa ha. Mình chẻ rồi mình để vô vô nước là bắt đầu tự động nó cong rồi. Ba ít đó ta làm dài nó quấn nó nhiều hay giờ lỡ cái lỡ cắt rồi chứ này cái lá nè lúc này nó bình thường vậy. Mình dài sẽ xẻ ngang vậy. Đủ năn à? Nút cho ông cho hỏi xin mấy cái bao cho thầy cái cưa quá sợ nó dài qua bên kia ha. Dài sợ đập băng thiên kìa. Dạ. Thì cây dừa này cũng lâu đời. Mấy cây dừa lâu đời ngát chưa? Hả? Cái này cũng mới chứ chưa lâu này hết luôn. Đinh rồi. Sao sao vậy? Cái này đâu có đinh. Dạ. Cái này sẽ có hai người, mình sẽ gạch theo thằng nó ngã theo cái ý muốn của mình á. Sau mình sẽ mở cái cửa ngã, cái cửa cây em ngã cho tới nào mà mình sẽ mở cái đó nha. Cái lá. Chào.
gệt không nổi á. Phải rớt vậy rồi. Tại ăn gì cũng ngon rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng mấy cái tàu này ao bớt, mình sẽ lấy con dừa. Ở nhà dừa đủ uống không? Trời đâu biết có nước, có gáo nữa nè. Còn có gáo nữa hả? Dừa lâu ngày quá cái đầu nó cháy nó nhỏ quá. Chắc già quá. Ồ già chát rồi. Ồ được được được. Không đủ uống nữa. Vậy chứ còn ngay đó. Mấy xong hết mấy cái tàu và dừa. Bây giờ mình sẽ đốt. Đốt này thì mình có cái cọng dây đỏ nào mình gịch. Mình gịch muốn hướng nào mình sẽ gịch theo hướng đó. Để tránh nó ngã bậy á. Này quậy. Này cô qua. Cô qua dồn à. Em phải bầm. Cái này mấy trái hoa qua chỉ bảy có hai đường ha. Hai đường cho nó bớt đắng. Kéo phải đi với con. Rồi bên này thì nhà hai chuẩn bị kho kho riêu, thịt kho tàu. Đâu có đâu hả? Nghĩ sao vậy vậy tôi dùng vỏ chả xuống cho mắm đó. Mày em mua về là em chặt em nhổ lông cho nó. Đây là cái đồng đồng đó. Mày ớt tỏi, đồng gì nữa. Bỏ đi. Ủa nào. Gì vậy nãy? Chặt hết rồi đúng không? Cái này nấu nấu cơm hay gì bay? Cơm chiều. Cơm chiều. Giò heo hả? Giò heo mình hầm dưới bí đao được hả? Dạ. Cho ít bột ngọt, ít đường. Sôi lên thế nào mình bớt gà lại hết bột kìa. Cái nồi này nấu mà sâu dữ. Đeo. Cho bí đao vô nè. Cái muối mình để luôn không nghe cho bạn hay để ngồi để sau. Cái muối. À cái muối này rửa rồi xong hết rồi phải không? Rửa ra nó cũng bớt mặn ha. Màu này kiều dữ. Đây mình đang ăn mặn nè. Thịt gan mặn. Thịt thịt heo, thịt vịt giống. Giống như cái giò vịt nha. Giò vịt thiệt á. Ừ, giò vịt chặt ra. Đây là dừa. Ừ. Hãy cho đồ niêm rồi hay chưa? Chưa. Chưa cái này mới cho đồ niêm ha. Ừ. Cho nó xong. Dạ. Hai chú bảy cho nước mặn. Thì nước nước mắm. Không, tưởng không nó nấu vậy tới chị coi là nó thấy là bún không ăn. Ta coi là nó đã đỏ hết rồi. Nó luôn xả cái con mới thấy cái nào nấu. Này hồi mình cho nước không? Cho chứ. Cho nó xăng đấy. Thịt kho của mình cũng rồi nè. Cho hành vô. Cho mặn. Cái gì? Đang làm đậu xào ha. Xào thập cẩm. Bộ đậu lòng, mà... gà, vịt. Trứng luôn. Trứng. Cho nước vô ha. Cái này mình xào với gì chị bay? Xào rau củ thập cẩm. Món này nhậu bắt nè. Đây đầu nhậu thấy không? Dạ. Cho biết để cho lòng nó quay. Nó đâu quay chúng tao đâu. Ủa với cái xu hả? Quay với xu. Quay với xu. Ngon à? Xào rồi.
xào xong rồi đậy nắp lại ha, để ông này nó mới chín. Đây đây dạ. Đây nè, cho thêm ít củ cải đỏ, củ hành cá trắng đỏ đỏ xanh xanh, đỏ xanh xanh cũng xong luôn đó thì đi quá sớm. Củ qua đó chừng nào mới hầm? Đang hầm là xíu sẽ hầm. Chừng như hầm nha. Củ qua nãy giờ mình để đây chút xíu thì đi. Nấu nãy hả? Thì bắt củ qua nè. Nước sôi xong thì mình sẽ cho ít đổ nước vô. Không đủ hả? Thôi đổ nước thêm. Mình cho nước với tỏi sấy vô. Ôi mà chắc cũng có tích nước thôi. Hết rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Chiều nay còn canh nữa. Được rồi, được rồi. Đang làm lẩu. Hôm nay mình cuộn chung với thịt quá. À, quán thịt làm lẩu. Bắp cải này thì mình luộc để trụng sơn đó. Rồi mình sẽ cho thịt mình bầm vô nè, mình cuộn lại. Em nuôi hai con. Hổm nó ăn nó ba đồ bổ nhất nó ngụp. Nắng quá chuột à. Con cho mình đua luôn á. Mấy tắt lửa đi. Rồi bật lên, lật cái bật lên cái được. Cháy mà. Cháy mà chịu à. Cái này nó quá. Vừa làm gì? Vừa làm nước mắm thấm. À. Nãy giờ nó quay nhóc mà quay ai cũng quay không được. Mấy chị ở đây làm mấy con sò bằng chả cá. Nhưng thì bằng thịt bằm ha. Nè quay nè, bà có phát biểu gì không? Dạ, có nhân đó. Chỉ là cười thôi. Chị sao đã nói vậy? Con chuẩn đi kiếm. Chuẩn mất cỏ. Rồi đó. Tôi biết nấu luôn gì đâu mà tôi nói cho nó. Những cái cặp mà nha. Không có đâu, biết có cho ngoại mà chứ không. Vậy là cái mai này, hiện nay vậy. Phát biểu gì vậy? Tôi mới nói là ngoại ra ngồi cho thôn ca đứng nè. Phát biểu rồi. Ở đây chắc là đang chuẩn bị kho rượu. Có trứng đó. Ừ, có trứng thì nhiều quá, hồi mình kho nó sắc xuống. Để trứng vô. Bỏ vô luôn ha. Cho trứng vô luôn. Trứng này kho lâu không ngon. Trứng này bự bự. Nè, mua đó, nhà đâu có. Chiều nay ăn cơm chiều á, thì ở đây mình dọn hai mâm mình có thịt kho nè, và đồ xào nè, và thịt kho nữa nè, và canh. Thịt kho thì mình dọn một bàn vậy á, là hai mâm cho dễ ăn. Mắc có gì ra? Mắc hồng ra. Ra thùng nước cá, muối thêm thùng nữa đi. Không có thì muối thêm thùng nữa. Đây là bạn chầu. Này mình kêu bò tử đúng không? Ủa gì? Phải không? Bò tử không? Bò tử quá. Kêu thằng bạn cũng được, kêu bò tử cũng được. Cái này mình sắc ra chiều chút xíu mình luộc xả thì nó mẻ. Nó mẻ ha. Có nhúng chuối nào hay là không? Không có chuối. À. Cái này thì mình luộc hồi sớm giờ nha, cái này phải luộc trước, không luộc cũng cứ nhưng mà có mềm mà. Mềm ăn mới được. Dạ. Cái này luộc xả ngon. Sau khi mình sắc ra là mình sẽ để vô, rồi mình sẽ cho cơm mẻ vô luôn. Đây cái này mà. Không biết ăn được không? Ăn được mà. Thịt thỏ ngon mà. Cái này mà có bánh thỏ này xào lăn hay gì? Ừ. Bỏ đậu phộng lên. Trời ơi, nhìn mà ngon ha. Cho bánh mì hay can bún được. Ừ. Hồi nãy là cho bún với ba chưa? Còn sáng mua 3 kg ăn 1,5 kg. 2 chén hả?
Thì quan tâm nha. Ăn với gì? Bỏ hả? Sao lăn. Cúng mâm chiều xong á thì bây giờ ở đây vòng vòng còn có mấy anh em thì cũng tập trung nhau ngoài này ngồi nói chuyện với uống vài ly rượu hay thích ca hát thì mình cứ ca hát thôi. Thì chắc có lẽ mình sẽ kết thúc clip đây luôn. Hẹn cả nhà vào ngày mai. Thì mai thì mình cũng không có nói sớm đâu, tại vì ngày mai ở đây mình tới 5-6 giờ mình mới đẩy khách, cho nên trưa trưa mình mới nấu.